Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Giá cổ phiếu Mengli trên mỗi cổ phiếu đã đạt thành công mức giá cao là 250 nhân dân tệ. Khi ngắm nhìn dãy số cứ tăng dần, tôi cảm thấy thật là thú vị. Sau khi bán hết số cổ phiếu trong tay, Hốc Thời Độ ngay lập tức chuyển hết tiền vào thẻ ngân hàng của mình. Cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy số tiền trong tay. Hốc Thời Độ, cháu đến chơi à? Ta đã chuẩn bị sẵn những gia vị mà cháu bảo rồi, khi nào cháu sẽ sử dụng đến nó? Có lẽ chỉ vừa mới đây nhân tiện chú Lưu, cháu sẽ trả lại tiền cho chú trước. Gần đây cháu đang có ý định mở một nhà hàng đồ nướng phải không? Tại sao cháu vẫn còn tiền để trả lại cho tôi? Chú Lưu cảm ơn chú vì 100.000 nhân dân tệ lần trước chú đã đưa cho cháu. Bây giờ cháu đã tự kiếm được một ít tiền, chỉ cần cháu mở một nhà hàng đồ nướng là đủ. Vì vậy cháu sẽ trả lại tiền cho chú trước. Hốc Thời Độ, cháu đang đùa ta à? Cháu đã làm cách gì để kiếm tiền? Có phải như thế không? Cháu đã lấy 100.000 nhân dân tệ của chú cách đây không lâu. Cháu mua cổ phiếu có lợi nhuận gộp và đã kiếm được một ít lợi nhuận. Vì vậy bây giờ cháu đã có một số tiền trong tay. Cháu đã mua gì để có cổ phiếu có lợi nhuận gộp? Cháu đã kiếm được một ít tiền phải không? Cháu đã bán hết rồi. Chúng ta hãy làm một số công việc kinh doanh một cách trung thực. Cháu không giỏi chơi cổ phiếu lắm. Cháu nói cháu chơi không giỏi lắm. Cháu phải biết rằng một cổ phiếu cách đây chỉ có giá là 25,6 nhân dân tệ. Bây giờ nó đã tăng đột biến lên 250 nhân dân tệ rồi. Cậu bé ngoan dám chơi CPU của tôi. Nhân tiện Hốc Thời Độ, nhà hàng thịt nướng của cháu hiện có bao nhiêu cổ đông? Bây giờ tổng cộng chỉ có 2 người thôi. Chỉ có cháu và bạn cùng lớp Trịnh Gia Khánh. Hãy cho chú Lưu của bạn thêm một số chia sẻ như thế. Không biết chú Lưu định đầu tư bao nhiêu? Được rồi, chú sẽ đầu tư thêm 300.000 nhân dân tệ. Còn 10% cổ phần của chú thì sao? Nani? Không, chú đã trả rất nhiều tiền rồi. Chắc chắn chú không thể chỉ lấy 10% cổ phần. Ít nhất chú cũng phải được 30% cổ phần. Đừng quá lo lắng, trước tiên chú sẽ đầu tư tiền cho cháu. Nhưng chú không có sức lực để trông coi cửa hàng. Chú chỉ chịu trách nhiệm về cổ tức, vậy 10% cổ phần này gần như giống nhau. Thế này thì sao chú Lưu? Chú cứ lấy 15% như chú nói nhé. Được rồi, chú sẽ làm như cháu nói. Bác Lưu cảm ơn bác nhé. Sau vài lần trao đổi lịch sự với chú Lưu Kiệt cũng đã chuyển tiền mà không nói một lời. Nhìn con số hơn 1 triệu trong tài khoản, tôi đã có thể bắt đầu kinh doanh nhà hàng thịt nướng. Điều quan trọng nhất bây giờ là cửa hàng phải tuyển người. Nhà hàng Hương Thơm Bí Mật BBQT có lẽ cần một người quản lý cửa hàng. Chúng ta cần 2 người phục vụ và 2 đầu bếp tại tiệc nướng. Chúng ta cần tuyển 5 người, đặc biệt là quản lý cửa hàng và đầu bếp quan trọng. Tôi biết cái này, đầu bếp ảnh hưởng tới hương vị món nướng. Nếu hương vị món ăn quá tệ, chắc chắn khách hàng sẽ không bao giờ đến ăn. Còn người quản lý cửa hàng quyết định việc sắp xếp tổng thể cửa hàng. Đừng lo lắng, tôi sẽ lo những việc này. Vừa nói xong, Trịnh Gia Khánh đã lấy ra tấm bảng thông tin tuyển dụng. Cậu xứng đáng là học sinh giỏi, những điều này đã được suy nghĩ thấu đáo đủ. Điều mà tôi không ngờ là chỉ vừa mới thông báo đã có người tới rồi. Sếp ơi, anh đang tuyển đầu bếp nướng thịt phải không? Đúng rồi, đây là một nhà hàng thịt nướng mới mở, hiện vẫn đang được nâng cấp nên cần tuyển đầu bếp nướng thịt. Còn việc điều trị thì sao? Đừng lo lắng về điều này, đầu tiên tôi cần xem kỹ năng nướng thịt của cậu như thế nào. Ngày mai cậu hãy đến và thử nó nhé. Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua để thể hiện tài năng của mình. Hốc Thời Độ, thật may quá, cháu hãy chú ý nhập vào. Đây là thông báo nhập học, cháu đang tiến gần đến Đại học Thanh Hoa. Quảng Tông Diệu Tổ Chúa đã phù hộ gia đình tôi rồi. Ông nội, con có thực sự là người nhận được thông báo nhập học Đại học Thanh Hoa? Điều này vẫn còn sai sao, cháu nhìn đi, linh hồn của cha mẹ cháu trên thiên đường chắc chắn sẽ đến gặp cháu. Nhân tiện, ông ơi, đây là 100.000 nhân dân tệ. Ông đã làm việc chăm chỉ trong phần lớn cuộc đời mình. Từ giờ trở đi khi con đi học, xin ông đừng ra ngoài làm việc gì. Ông hãy yên tâm ở nhà và trò chuyện vui vẻ với cô hàng xóm. Hốc Thời Độ, ông đã nói với con rồi phải không? Chúng ta không thể lấy tiền của Lưu Kiệt, con hãy đem đi trả cho chú Lưu đi. Ông ơi, ông hiểu lầm rồi, con đã tự mình kiếm được số tiền này. Sau đó tôi đã phải giải thích với ông nội những điều về chứng khoán trong giai đoạn này. Đây là nói được rồi, ông nội sẽ giúp cháu tiết kiệm số tiền này trước. Sau này cháu cưới vợ sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Ông ơi, nếu ông cần tiền thì cứ giữ và tiêu, con sẽ kiếm tiền trong tương lai. Cháu trai ngoan, cháu đã lớn rồi. Chỉ vừa mới sáng sớm, tôi đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Tôi vừa đến cửa hàng đã thấy có một hàng dài người xếp hàng. Đây có phải là ông chủ không? Chúng tôi đến đây đặc biệt để xin việc. Mọi người hãy đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị. Trịnh Gia Khánh, hãy đến cửa hàng nhanh lên, có chuyện lớn xảy ra rồi. Trịnh Gia Khánh cũng bối rối sau khi đến. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Rõ ràng chỉ có 5 người đăng ký. Kết quả là có hơn 100 người đến, chúng ta phải mất bao lâu để xử lý việc này? Được rồi, mọi người hãy im lặng một lúc và lần lượt đến đây. Cuộc phỏng vấn này kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya, hai người chúng tôi sắp ngã xuống vì kiệt sức rồi. Sau một tuần sàng lọc, cuối cùng vấn đề nhân sự đã được xác định. Lương của quản lý cửa hàng Triệu Thành Thành là 10.000 nhân dân tệ, lương của Vũ Tiểu Bình và Vương Gia Giai là 5.000 nhân dân tệ. Còn hai đầu bếp của quán BBQ Gà Giò Lương là 8.000 nhân dân tệ mỗi người. Quán sẽ khai trương trong vài ngày tới nhà hàng thịt nướng của chúng tôi. Người quản lý cửa hàng cũng lập kế hoạch tiêu thụ. Hãy đến gặp người quản lý cửa hàng và làm quen với kế hoạch tiêu thụ. Xin chào các đồng nghiệp, tôi tên là Triệu Thành Thành. Từ bây giờ tôi sẽ là quản lý nhà hàng thịt nướng của chúng ta. Tiêu thụ nhà hàng đồ nướng thông qua hệ thống thành viên. Thay vì chi hơn 200 nhân dân tệ,
ta có thể nạp 500 nhân dân tệ và nhận 600 nhân dân tệ miễn phí và được giảm 50% cho đơn hàng đầu tiên. Thứ hai, ông chủ của chúng ta đưa ra tên quán đồ nướng cũng rất đặc biệt. Nó tên là Sóng Âm Đốt Cháy Đồng Cỏ Âm Nhạc Báo Trước Sự Lãng Mạn. Kết hợp với thịt nướng, nó giống như một ngọn lửa thảo nguyên, có nghĩa là kinh doanh đang bùng nổ. Không tệ, tên này hay quá. Ông chủ không những đẹp trai mà còn rất tài năng. Nhà hàng thịt nướng sẽ mở cửa trong vài ngày tới. Ban đầu tôi chỉ thử bán hàng, không ngờ nhà hàng thịt nướng lại đông khách, thậm chí còn có một hàng dài khách hàng bên ngoài. Mọi người bên trong đã ăn xong chưa vậy? Chúng ta đã uống rượu bên ngoài được vài giờ và gió Tây Bắc thổi. Đúng vậy, mùi thịt thật tuyệt vời, có vẻ khác với những nhà hàng thịt nướng chúng ta đã ăn trước đây. Không tệ, không ngờ ngay ngày đầu khai trương hiệu quả lại tốt như vậy, có vẻ như tôi đã đoán đúng hoặc Thời Nam con trai cậu rất giống cậu. Quán đồ nướng kéo dài tới 12 giờ đêm, nhìn hai người phục vụ nằm kiệt sức mà thấy thương. Trịnh Gia Khánh, có vẻ như sau này tôi sẽ phải cân nhắc việc thuê một người phục vụ khác. Nếu công việc kinh doanh tốt như thế này, 5 người chắc là không đủ. Điều này là cần thiết nhân tiện, cậu đã thấy doanh thu ngày hôm nay chưa? Bao nhiêu? Hơn 40.000 nhân dân tệ, đây là một nửa giá trong thời gian mở cửa. Nếu không giảm một nửa giá thì doanh thu ngày hôm nay, tôi sợ nó gần 80.000 nhân dân tệ. Sau khi kết thúc 4 năm cuộc đời đại học, tôi và Trịnh Gia Khánh cũng đã đến lúc bước vào sảnh cưới với người mình yêu. Tôi có thể hỏi hai cô dâu được không? Cô Tô Bảo Kim có sẵn sàng kết hôn với anh Hoắc Thời Độ không? Cô Lục Lê Tuyết có sẵn sàng kết hôn với anh Trịnh Gia Khánh không? Tôi muốn mời các cặp vợ chồng mới cưới gửi cho nhau một tin nhắn chúc mừng. Cảm ơn anh Hoắc Thời Độ đã cho em một đám cưới hoàn hảo. Với tư cách là một người vợ, em sẽ ở bên cạnh anh kể từ bây giờ, em ủng hộ anh. Em cũng sẽ như vậy, em luôn ở bên anh. Trước tiên xin cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của tôi. Cảm ơn vợ tôi rất nhiều vì đã không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi cũng rất biết ơn những người đã giúp tôi trong công việc, đặc biệt là cậu Trịnh Gia Khánh, cảm ơn cậu đã hỗ trợ tôi. Hoắc Thời Độ, hôm nay là một ngày tốt lành, đó là cuộc sống nơi chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới. Hoắc Thời Độ chúc cậu hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ phim trong khoảng thời gian vừa qua. Hành trình tái sinh của Hoắc Thời Độ đến đây là kết thúc, tạm biệt, đừng tiếc nuối.